Ngày 5 tháng 5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có buổi giám sát chuyên đề về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tại xã Tô Mậu, huyện Lục Yên. Tô Mậu hiện có 18 biên chế, 7 cán bộ có trình độ, đại học, trung cấp có 3 người. 50% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đến thời điểm này xã đã tuyển dụng sử dụng đủ số lượng biên chế được giao và bố trí công việc chuyên môn đúng với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên hiện nay có một số cán bộ công chức xã chưa đạt trình độ chuyên môn đại học do tuổi cao, không đủ thời gian công tác để đi đào tạo nâng cao trình độ. Một số cán bộ chưa được đào tạo về trình độ công nghệ thông tin, do vậy đã ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản xã cũng đã bố trí 31 người, trong đó có 6 người ở cấp xã, 25 người ở thôn bản. Làm rõ các yêu cầu của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo xã Tô Mậu cũng trả lời về các vấn đề về việc sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là vấn đề về trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin, cũng như việc bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại các thôn bản, việc chi trả các chính sách cho các đối tượng này.